Thưa quý vị, người dân không sang ngoài đường khi không có việc cần thiết là biện pháp mạnh mà thành phố đưa ra để hạn chế tối đa lai nhiễm dịch bệnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan thờ ơ buồn lỏng biện pháp này. Điều này thật sự rất nguy hiểm và đáng báo động nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài. Ghi nhận của phóng viên thực sự trong sáng nay. Từ 12 giờ trưa hôm qua, thành phố đã chính thức áp dụng theo công văn 4537 yêu cầu người dân hạn chế tiếp xúc, trong đó người dân không được ra ngoài đường khi không có việc cần thiết. Tuy nhiên theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi thì từ sáng sớm hôm nay vẫn còn một số trường hợp người dân tập thể dục. Nắm trước được tình hình đó thì lực lượng chức năng địa phương cũng đã túc trực tại các tuyến đường thường xuyên để nhắc nhở người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. 5 giờ sáng tại đường Dư Quyệt, thuộc quận Hải Châu. Đây là khu vực mà trước đây người dân tập trung tập thể dục rất đông. Bây giờ đã ít người hơn so với trước, nhưng vẫn còn một số người đi bộ tập thể dục. Thậm chí khu vực vỉa hè đã trang dây rào trắng thì họ chuyển xuống lòng đường. Một số người dân còn tiếp tục đạp xe. Còn tại tuyến đường Nguyễn Tắc Thành vẫn còn tình trạng người dân ngồi chơi, không còn hướng dẫn cách tối thiểu 2m và thắng luôn cả khẩu trang để nói chuyện. Một số người dân thì vô tư đạp xe tập thể dục. Lực lượng chức năng trả nhắc nhở những trường hợp này, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo công văn 4537 của thành phố. Nếu tái phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Hầu hết người dân sau khi nghe nhắc nhở xong đều chấp thuận quay đầu xe và dừng việc tập thể dục trở về nhà. Hiện tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Các ca mắc mới tăng lên hàng ngày. Thành phố đã đưa ra các biện pháp mạnh để ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Trước đó, trên địa bàn cũng đã có một số ca dương tính đi tập thể dục, cụ thể là các biện dân tại đường Tản Đà, phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê. Vì vậy, để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, người dân cần ý thức hơn nữa tuân thủ chủ trương mới của thành phố đưa ra, chỉ ra ngoài đường khi thật sự cần thiết.